Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì cũng chia sẻ đến quý vị, cô chú, anh chị, các bạn về một cái chủ đề cũng rất là thú vị quý vị. Tại vì sao? Tại vì thì trong những video trước mình cũng chia sẻ rất là nhiều quý vị, cô chú, các bạn, người Việt Nam mình, người giàu có, người nói chung là người giàu của chị, các bạn, người có tiền thì người ta mới đổ nhau đi Mỹ được. Còn những người mà không có tiền, người nghèo khó thì đa số là chỉ có người thân hoặc gia đình hoặc là bảo lãnh thì như thế nào đó mới đi được thôi. Còn đa số vậy là những người mà có tiền, có như bác sĩ, kỹ sư và những người có tiền để tìm một cách để bước sang nước nước Mỹ để định cư. Và tại sao mà của chị các bạn, và hiện nay của chị, và trong thời điểm hiện nay mình thấy có rất là nhiều người của chị khá giả, kể cả những vị bác sĩ của anh chị các bạn đang làm việc ở đây rất là tốt, của chị rất là tốt và thu nhập cũng cực kỳ cao, cũng thuộc vào các cuộc sống là dạng khá giả ở Việt Nam mình chị, và kể cả trên mảnh đất Sài Gòn của chị các bạn, nhưng mà người ta vẫn cố gắng tìm một cách để bước sang đất nước Mỹ hoặc Canada và một số các quốc gia để người ta sinh sống. Tại sao? Vì sao? Thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu và phân tích xem như thế nào. Thì quý vị coi thử mình chia sẻ đến việc của anh chị các bạn thì có những chỗ nào quý vị thấy nó còn thiếu hay là chưa hợp lý, hay có những chỗ nào nó còn chưa đúng quý vị, thì nhờ quý vị của anh chị bạn, bạn có thể comment và bình luận và chia sẻ bên dưới cái video ha, chia sẻ bên dưới video để cho mọi người có thể hiểu hơn và nắm bắt hơn về tận tình về các cái sự việc và cũng như về vấn đề này quý vị nha. Thì cái vấn đề của chị thì cái vấn đề này thì đúng như chúng ta cũng khá là nhiều cô chú anh chị các bạn rất là suy ngẫm về vấn đề là tại sao mà có rất nhiều người Việt Nam mình chị lại bỏ tất cả để sang Mỹ hoặc là sang các nước khác để mà định cư. Thì điều này có nghĩa là quý vị khi họ sang đó họ có thể sẽ không làm những công việc phù hợp với trình độ và cái chuyên môn của họ mà họ đã từng học tập và làm việc tại Việt Nam. Hoặc là trường hợp có thể chỉ làm những công việc đơn giản mà không yêu cầu những kỹ năng như là làm nail nè, hoặc là làm công nhân trong các nhà máy. Thì thêm nữa là các công việc khác. Thì đây là những gì mà những người mà họ đã chọn những con đường mạo hiểm để mà sang Mỹ sống nha quý vị. Thì quý vị cũng đã biết rằng, quý anh chị các bạn, thì trước đây mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều các cái video và những câu chuyện thực tế của rất là nhiều các bà con Việt kiều đã sống ở Mỹ một thời gian lâu, rồi có những người của anh chị các bạn người ta quyết định trở về Việt Nam. Thì đa phần là những câu chuyện đó, thì nó rất là đa dạng cũng như là phong phú và cho chúng ta thấy được cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về cuộc sống ở Mỹ. Và từ đó vậy thì mình cũng có một cái câu hỏi rất là lớn là tại sao có nhiều người giàu ở Việt Nam lại dám bỏ ra hàng tỷ đồng để lo lắng và loay hoay với những cái thủ tục phức tạp để có thể sang đất nước Mỹ định cư. Và bên cạnh đó họ họ cũng biết rằng với cái số tiền đó họ có thể sống rất là thoải mái và sung túc ở Việt Nam. Nhưng mà họ lại không chọn con đường là an toàn và ổn định này tại Việt Nam mà khác họ là chọn một con đường liều lĩnh và không chắc chắn, tức là họ bỏ lại tất cả ở Việt Nam để họ có thể sang Mỹ định cư đó quý vị. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ đến quý vị của anh chị một điều rất là bất hợp lý và khó hiểu vị, đó là rất là nhiều người ở Việt Nam dù là họ đã giàu và đã thành đạt rồi quý vị, nhưng mà họ lại quyết tâm để bỏ lại mọi thứ để có thể sang Mỹ. Thì điều này có nghĩa là khi mà họ sang Mỹ họ phải đối mặt với nhiều rất là nhiều các khó khăn và thách thức đúng không vị? Đó là có thể họ sẽ không sống được tốt cũng như sung túc như giống như họ đang sống ở Việt Nam, và có thể họ sẽ không thể làm được những công việc mà họ yêu thích chẳng hạn, cũng như là mình chỉ có thể làm những công việc đơn giản và ít thu nhập thôi. Và bên cạnh đó vậy thì họ có thể sẽ không được tôn trọng cũng như là ngưỡng mộ như khi mà họ đang ở Việt Nam, nhưng mà họ vẫn chấp nhận, họ đánh đổi tất cả để họ có thể sang đất nước Mỹ sinh sống. Vì sao? Vì sao mà họ làm như vậy vậy? Thì trong xã hội này quý vị cũng đã biết rằng
có rất là nhiều người đã sẵn sàng làm những cái việc phi pháp hoặc là những cái điểm nguy hiểm để mà sang Mỹ định cư. Tất cả thì đương nhiên thì họ phải bỏ ra hàng tỷ đồng quý vị để có thể kết hôn giả với người Mỹ. Dù là họ biết rằng điều này của chị các bạn vừa vi phạm pháp luật vừa là mang lại nhiều các rủi ro cho bản thân. Và những trường hợp nếu như mà bị phát hiện là tất nhiên họ sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ và mất luôn cái quyền định cư vĩnh viễn ở Mỹ luôn. Và họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền mà không được gì cả quý vị. Vậy tại sao họ lại dám làm những việc như vậy quý vị? Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ và giải thích các cái lý do chính đáng của những người này của chị nó như thế nào và nó ra sao. Và họ đã có những cái suy nghĩ và quyết định riêng của họ và họ có những cái lý do riêng của mình. Và cái lý do đó vị là lý do gì thì xin quý vị cô chú anh chị các bạn cùng theo dõi cái video hết cái video này thì quý vị có thể biết thêm chi tiết nha quý vị. Và cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn nhắc đến quý vị đó là cái vấn đề về thu nhập và tiền bạc. Thì quý vị cũng biết rồi, thì mình xin nhắc thật lòng quý vị, ở Việt Nam quý vị, cái việc mà kiếm tiền cũng như là nhận lương là một cái điều rất là khó khăn và nó không công bằng quý vị. Nhiều người đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức cũng như là thời gian, tiền bạc để học tập và đào tạo cho mình những cái kỹ năng và kiến thức chuyên môn cao để làm gì quý vị? Để sau này á chúng ta có đi làm chúng ta có một cái mức lương đó là phù hợp với những cái trình độ mà mình đã học. Nhưng quý vị khi mà họ đã đi làm rồi á thì họ lại không trả được nhận được cái mức lương xứng đáng mà những gì họ đã học. Vì họ chỉ được trả với một cái mức lương rất là thấp so với mức sống và chi phí sinh hoạt ở Việt Nam. Họ không thể dành dụm được nhiều tiền để có thể là lo cho tương lai cho bản thân và thêm nữa là gia đình của họ. Và tất nhiên chính vì điều đó họ cũng không thể sống thoải mái và hạnh phúc với những cái gì họ có. Việc ví dụ như là mình ví dụ như vậy, việc một kỹ sư ở Việt Nam đi, họ đã học đại học có khi là lên tới cao học và thậm chí là thạc sĩ luôn vị trong cái ngành của họ, kỹ sư của họ. Nhưng mà mặc dù họ đã cố gắng hết sức để có được những cái tấm bằng cấp cao và những chứng chỉ uy tín đi nữa, nhưng mà khi họ ra trường và đi làm đi nữa thì họ chỉ nhận trả được mức lương tối thiểu của chị của bạn có thể là 15 đến 20 triệu một tháng. Đó là một con số mà quý vị mình thấy nó rất là khiêm tốn so với những cái nỗ lực và cái học tập hy sinh của họ gì ha. Và họ thấy rất là bất mãn gì, bất mãn lắm quý vị, vì họ không hài lòng với cuộc sống của chị các bạn ở Việt Nam, cho nên họ đã muốn tìm một cơ hội tốt hơn cho bản thân của mình và họ muốn sang nước Mỹ để theo đuổi cái ước mơ tiếp tục của họ vậy. Bởi vì quý vị, họ muốn sang Mỹ là để làm gì? Để tiếp tục học tập và làm việc trong cái ngành nghề mà họ yêu thích, coi như là cái ngành đó họ cảm thấy họ giỏi nhất đi. Thì họ muốn sang Mỹ để có được một mức lương cao hơn và phù hợp hơn với cái năng lực của họ. Và họ muốn sang Mỹ để có được một cái cuộc sống sung túc cũng như là an toàn và lo cho tương lai của mình sau này quý vị nha. Mặc dù là họ biết rằng khi sang Mỹ á, thì phải đối diện với những nhiều rất là nhiều khó khăn và thử thách, nhưng mà họ vẫn sẵn sàng để đánh đổi tất cả để có được cơ hội đó quý vị. Để nói về vấn đề trường hợp là các anh kỹ sư lúc nãy đi, có thể là chúng ta sẽ không nói về cái chuyện mức lương, nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái trường hợp là lâu dài. Đó là cái người kỹ sư này khi mà đã đầu tiên mà đã trường á, thì tại sao Mỹ đi thì mình lấy một ví dụ như là năm nay là người kỹ sư này sẽ làm 1 giờ là được 50 đô đi. Thì quý chị một ngày có thể làm bao nhiêu tiếng thì mình cứ nhân lên. Mình nhân lên quý chị thì mình sẽ thấy là cái mức lương của người kỹ sư này nó mới ra trường thôi thì đâu đó cũng quanh quanh của chị là trên 10.000 đô la một tháng. Quý vị, so với cái mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng so với ở Việt Nam mà so với cái mức lương khi mà anh này ảnh đi đến Mỹ ảnh học ra trường với một cái mức lương là trên 10.000 đô la như vậy thì có gì đâu đó là khoảng trên cả 200 triệu tiền Việt Nam. Mình phải trừ đi hết tất cả các chi phí đi nữa gì thì dù gì nó cũng là cao hơn so với mức lương ở Việt Nam mình rất rất là nhiều quý vị ha. Và thêm đó ví dụ điển hình ví dụ như là người ta vẫn là công dân ở bên Mỹ đi, nhưng mà người ta có khả năng là người ta có thể mua một cái vé máy bay để người ta về Việt Nam mình được,
Nhưng mà trường hợp là nếu như mà mình vẫn là công nhân ở Việt Nam thì có thể chắc chắn là bạn không có thể mua được một cái máy bay để sang Mỹ hay không. Thật sự thì ra vậy, thì mình đang nói về một cái khía cạnh đó là một người công nhân bình thường có thu nhập thấp nha quý vị. Chứ vì chưa nói đến cái người mà đang có thu nhập cao chẳng hạn như là 3-4 ngàn đô một tháng, thì dĩ nhiên là nửa tháng lương thôi là mình có thể là chia ra cái số tiền đó mình mua được cái vé máy bay từ Mỹ mình bay Việt Nam rất là thoải mái quý vị. Thì quý vị cứ xem xét đi. Mà cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến quý vị của anh chị đó là về cái vấn đề nhu cầu về cái chuyện ăn uống, là chuyện thực phẩm. Thì ở nước ngoài quý vị, ở Mỹ, đặc biệt là Mỹ quý vị, ở Mỹ người ta, các nước khác trên thế giới cũng vậy quý vị. Những cái vấn đề về liên quan đến vấn đề về lương thực thực phẩm của chị, người ta để mà được đưa cái thực phẩm đó vào nước Mỹ hay là Canada chẳng hạn quý vị, thì người ta đều phải qua kiểm định rất là khắt khe nha quý vị. Và với cái vấn đề là cái chuyện mà thực phẩm ở nước ngoài á, thì tại sao mình nói là thực phẩm ở Việt Nam của chị nhập khẩu qua không có được nhiều so với những các nước khác, là bởi vì của chị tại sao? Tại vì là quốc gia Mỹ cũng như là quốc gia ở Canada thì người ta có một cái sự nghiêm ngặt chặt chẽ trong cái chuyện người ta phải kiểm định thực phẩm đó, với một cái lý do là ở Việt Nam nhập qua không đủ tiêu chuẩn để mà người ta sử dụng. Bởi vì thường là những nước tiên tiến người ta sẽ nghĩ rằng khi mà một cái thực phẩm sập nhập vào nước họ là phải một phẩm tốt, thì dĩ nhiên nạp vào cơ thể của họ họ sẽ không bị bệnh này họ kia. Thì đó cũng là một cái lý do mà tại sao những người ở Việt Nam mặc dù là người ta giàu có, người ta có thể sống ở Việt Nam thoải mái, nhưng mà người ta cảm thấy là mình nếu như mình sống ở Việt Nam lâu dài hoặc là về sau thì mình sẽ ăn uống những cái thực phẩm chức năng này kia của chị, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình so với khi mà mình sống tại nước ngoài. Và từ đó chị người ta mới đưa ra một cái sự lựa chọn là người ta quyết định là người ta nên đi nước ngoài của chị để có được sống tốt hơn về mọi mặt của chị các bạn. Đó là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba là vấn đề về khía cạnh y tế và giáo dục của vị. Thì cái này mình cũng đã nói rất là nhiều trong cái video trước rồi. Chẳng hạn như chuyện y tế đi, Mỹ của anh chị, miễn là mình có mua bảo hiểm y tế đi, nếu mình có mua bảo hiểm là coi như mình đã đảm bảo của chị, bảo hiểm sẽ chi trả toàn phần trong cái quá trình mà mình sống và định cư ở nước ngoài quý vị. Thì họ mua bảo hiểm họ phải đi đóng thuế, thì về già chắc chắn là họ sẽ được hưởng cái chế độ này, được cái chỗ độ này thì chế độ kia rất là nhiều vị. Về cái sức khỏe y tế thì họ cũng chăm lo cho mình chu đáo hơn, và tất cả thì đều được miễn phí nha quý vị. Nếu như quý vị mình có mua bảo hiểm, và thêm nữa vị là về cái vấn đề là giáo dục đi, thì quý vị biết rồi, thì nếu như mà trường hợp mà trẻ con ở nước ngoài á, đi học á, thì đâu có tốn tiền đâu quý vị. Mà chẳng lẽ bây giờ mình đi so sánh cái chuyện là dạy học ở bên Mỹ và dạy học ở Việt Nam, thì cái chuyện này dạy học này ở Việt Nam nói chung thì mình so sánh cái chuyện này thì nó quá là không hợp lý và nó khập khiễng vậy á. Chẳng lẽ là mình đem so sánh cái chuyện giáo dục ở phương Tây với cái chuyện giáo dục ở Việt Nam, mình đem hai cái nền giáo dục đi so sánh với nhau thì nó cũng khập khiễng không được quý vị. Thì từ đó quý vị có thể thấy là Việt Nam mình đó toàn là đi du học ở Mỹ, du học ở Úc, du lịch ở Canada, du lịch ở các nước châu Âu. Có mình có thấy có nước ở có người ta ở châu Âu người ta Việt Nam mình du học đó quý vị. Đó quý vị, thì đó thì trong ngày hôm nay mình cũng nhận định và chia sẻ đến quý vị của anh chị các bạn một số cái nhận định như vậy với chị ha. Để quý vị có việc biết tại sao mà rất là nhiều người giàu có ở Việt Nam người ta chấp nhận chi một số tiền rất là lớn để người ta có thể sang nước ngoài để sống và người ta định cư học tập ở bên đó, đều có những lý do hết nha quý vị. Thì ngày hôm nay quý vị khi quý vị nghe hết cái video này rồi thì của mình rồi á, thì quý vị không biết là khi mà mình chia sẻ và đưa ra những khía cạnh như vậy thì phân tích theo một cái suy nghĩ riêng của mình, thì không biết cô chú anh chị các bạn có những cái đóng góp ý kiến gì hay không, thì mình cũng rất là nhiều quý vị cô chú anh chị các bạn có thể đóng góp ý kiến của cô chú anh chị các bạn ở bên dưới video ha, comment bên dưới video chị. Và nếu như cái video này quý vị thấy cái video nó có hữu ích thì quý vị có thể cho mình một like ha, và có thể chia sẻ cho 10 người cùng xem.
để biết được cái sự việc và cái hoàn cảnh và cái thực tế của chị, thực trạng tại sao nhiều người đến Mỹ. Và mình cũng chia sẻ luôn là quý vị của chị ha, ví dụ như về một anh kỹ sư đi, một người kỹ sư của chị ở Việt Nam mình ra đi làm đi, của chị các bạn nếu như làm mà vào được cái chức vụ cao thì anh ta có thể mua được một chiếc ô tô, có thể mua được nhà. Còn của chị các bạn, đối với những người công nhân bình thường ở Việt Nam mình cho làm lương, của chị làm lương cực kỳ cao luôn, lương cả hàng ngàn đô một tháng ở Việt Nam. 1.000 đô là mình coi là rất là hiếm rồi quý vị ha, đếm trên đầu ngón tay thôi đó, đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng của chị các bạn, người ta cũng không thể nào mua được một căn nhà và chỉ những chiếc xe ô tô để người ta đi đâu vậy. Nhưng đối với ở Mỹ, một người công nhân bình thường làm trong các hãng, làm trong các xưởng, người ta có thể mua nhà, mua xe ô tô và đi mua sắm các quần áo thời trang hàng hiệu để mặc rất là tuyệt vời của chị, không thiếu thốn gì cả. Thì đó, có việc của chị các bạn cũng cho ý kiến của bình luận bên dưới ha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị cô chú anh chị các bạn đã xem video đến đầu đến giờ. Kính chúc quý vị cô chú anh chị các bạn có sức khỏe bình an. Xin chào và xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video mới của mình trong ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày mới ngày hôm nay cũng cập nhật một số cái thông tin để cho tất cả các bà con mình ở Cali quý vị nên hết sức cẩn thận. Và càng ngày thì bọn trộm cướp càng ngày càng táo bạo nhớ vị và càng lộng hành. Thì ở tại tiểu bang Washington thì có rất là nhiều vụ cướp và bọn cướp đã tiến thẳng vào trong nhà của vị nghe, tiến thẳng vào trong nhà luôn để cướp đồ của người gốc Việt. Thì hôm nay lại có thêm một thông tin đến từ tiểu bang California của anh chị các bạn, một người phụ nữ đến từ thành phố Arizona đã bị trộm bám theo, của gì bám đuôi theo à, và về tới nhà đúng không vị, về tới nhà luôn và lấy đi 100.000 USD. Thì bọn trộm đã bám theo, cái gì bám theo một người phụ nữ ở Elvan về tới nhà sau khi thấy cô mua sắm xa xỉ trong một thương xá có tên là Sáu Cos Plaza ở khu Tập Bình Plaza rồi lấy trộm nhiều món quý giá. Theo ABC News Anchorage hôm thứ ba ngày 12 tháng 9, thì cô Lucy không muốn nêu họ vì lo cho sự an toàn của cô, đã cho hay cô đã đi shop Posa Bazaar hôm thứ bảy tuần trước và mua hai cái túi xách hiệu Chanel, vài giờ sau thì cả hai túi xách đều bị bọn cướp lấy ở nhà cô. Họ đã bám theo mình trong thương xá, bám theo mình ra tới xe và bám theo mình về tới nhà để biết mình ở đâu. Cô Lucy đã nói, cô Lucy cô kể cô bỏ hết túi xách ở nhà rồi đi ăn tối cùng gia đình. Khi trở về nhà thì cô thấy cửa trước bị hư và nhà của cô đã bị lục tung. Họ đã lấy hết đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, túi xách đắt tiền, tiền của tôi. Họ còn lấy mấy cái áo khoác. Cô cho hay tổng cộng đồ đạc bị mất trộm của cô Lucy thì giá hơn 100.000 USD. Trước đó cũng đã xảy ra một vụ trộm tương tự tuần trước ở sở cảnh sát Evan IBD loan báo. Họ đã bắt giữ hai người đàn ông sau khi một khách mua sắm đã báo cáo cảnh sát là có người đang bám theo họ sau khi họ ra khỏi shop Cod Laser. Hai người bị bắt là hai thành viên của băng trộm cắp có tổ chức. Theo IBD, IBD đã không nêu danh tính của hai nghi can mà chỉ nói rằng hai người này là công dân Colombia và bị bắt với cáo buộc là đồng lõa. Hiện giờ IBD vẫn đang điều tra thêm vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ nhà cô Lucy bị trộm hay không. Như quý vị cũng đã thấy, hai tên là công dân của Colombia, những người di dân bất hợp pháp biên giới đã mở rộng và càng ngày những người bất hợp pháp càng đi vào nước Mỹ càng nhiều và sinh ra nhiều cái hệ lụy xã hội và bắt đầu sinh ra nhiều kẻ trộm cắp của nhịp. Và tình hình càng ngày càng loạn ở biên giới. Khi mà một số di dân bất hợp pháp càng ngày càng tràn vào đất nước Hoa Kỳ đã gây ra rất là nhiều các tệ nạn xã hội quý vị nha. Và đặc biệt là ở những nơi cho hút cần sa thoải mái như là California và Washington.
Thường quý vị, những người nào đã có nhà rồi thì khó thể di chuyển được, nhưng những người chưa có nhà thì họ sẽ tránh xa những thành phố như Seattle và Everett, di chuyển vào qua những thành phố khác. Quý vị nghĩ sao về cái vụ việc và cái vấn đề này, thì quý vị có thể chia sẻ cái ý kiến mình và comment và bình luận bên dưới ha. Và những quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã từng gặp những cái trường hợp tương tự như thế này hay chưa? Và quý vị, cô chú, anh chị, các bạn cảm nhận được như thế nào cái tình hình của đất nước Mỹ trong những năm gần đây, trong những năm trở lại đây, thì cái tình hình của chị các bạn về trộm cướp, cướp giật, xích hút chích, rồi giật túi xách, giật điện thoại, cũng như cách đây của chị cách chưa đầy 1 tháng quý vị, thì ca sĩ Thanh Thảo của chị các bạn ha, nếu có thể Thanh Thảo và chồng đi mua sắm của chị các bạn ở Cali, và khi mà đi đi vào mail để mua sắm trong thời gian rất là ngắn, chỉ có mười mười mấy phút thôi, đi ra của chị thì xe của cô đã bị đập cửa kính và lấy đi tất cả các túi xách và các hành lý, và cô để trong cái xe của chị ha. Và cảnh sát cũng cho hay là không nên để các túi xách vật dụng có giá trị ở trong xe, tại vì cái trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều ở Cali của chị các bạn, và nhiều người bây giờ rất là sợ và có thể là sẽ rời bỏ Cali rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua quý vị ha. Thì quý vị có ý kiến gì về vấn đề này, về tình hình đất nước Mỹ có thể trong những năm tới thì như thế nào và hiện tại ra sao, thì quý vị có thể comment và bình luận và chia sẻ thêm bên dưới ra để cho nhiều người có thể biết và cũng như nắm bắt thông tin quý vị ha. Đó là cái thông tin đầu tiên cập nhật đến tất cả các quý vị cô chú anh chị các bạn. Và tiếp tục cập nhật đến quý vị cô chú anh chị các bạn một thông tin thứ hai nữa, vậy cô chị các bạn, có thông tin thứ hai nữa, và thông tin này của chị các bạn thì cũng rất là chấn động của chị ha, chấn động nước Mỹ. Thì nước Mỹ đã treo thưởng, quý vị, đã treo thưởng tới 25.000 đô la để bắt phạm nhân vượt ngục người nhện. Cảnh sát Mỹ đã tăng tiền thưởng lên 25.000 đô la để bắt một tù nhân, quý vị, bắt tù nhân Carver Kenter khi người này vẫn lẩn trốn sau gần 2 tuần vượt ngục ở Pennsylvania. Chúng tôi hiện chưa có khoanh vùng cụ thể do Spicing, quan chức cảnh sát ở Pennsylvania cho hớm trong họp báo của chị các bạn trong ngày hôm nay, đề cập về cuộc truy bắt tù nhân vượt ngục Danilo Cavancen, người tẩu thoát hôm ngày 31 tháng 8. Thì những ngày đầu sau khi Cavancenter vượt ngục thì nỗ lực tìm kiếm người này chủ yếu tập trung xung quanh khu vực nhà tù, đặc biệt là khu Longwood Gardens, cách nhà tù khoảng 4,8 cây số. Ít nhất là 2 người báo tin là nhìn thấy Calvin Ken trong khu vực này hôm ngày 8 tháng 9. Tuy nhiên, tới tối ngày 9 tháng 9 thì Cao Văn Can đã đánh cắp chiếc xe tải nhỏ ở nơi cách khu vực nấu tranh khoảng hơn 1 km và di chuyển tới thị trấn East Falkland để tìm một người anh ta quen cách đây vài năm. Camera tại cửa ra vào ghi được cảnh Cao Văn Can đến tìm người quen nhưng không gặp được. Anh ta đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie trùm đầu và đã cạo râu. Calvin Ken sau đó bỏ lại chiếc xe cấp ở thị trấn Đông nên Mill. Thì cảnh sát Biden đã cho biết từ cuối cùng qua chưa người dân nào báo cáo nhìn thấy Calvin Ken ở đâu, nên Mill không thực lượng thực thi pháp luật đã tăng đáng kể hiện diện ở khu vực này. Chúng tôi đang cân nhắc và chắc chắn sẽ hành động cũng như điều tra bất cứ thông tin nào được cung cấp, Biden nói thêm rằng tiền thưởng cho người cung cấp được cái thông tin giúp bắt được Calvin Ken đã nâng từ 20.000 đô lên đến 25.000 đô la. Cảnh sát Biden là cảnh báo người quen không hỗ trợ và chia sẻ và cũng như là giúp đỡ cho Calvin Ben, mà hãy lập tức báo tin cho cơ quan thực thi pháp luật để nhanh chóng bắt tù nhân vượt ngục. Và cảnh sát dự đoán là Cao Văn Can sẽ tiếp tục tìm người giúp đỡ. Chuyên gia trong Bureau đã chỉ ra Cao Văn Can là một trường hợp rất là đặc biệt, vì tù nhân vượt ngục thông thường đều bị bắt lại trong vòng 24 giờ,
và chưa đi quá 3,2 km khỏi nhà tù. Hôm ngày 31 tháng 8, nhân lúc được ra khỏi buồng giam để tập thể dục, thì Cao Văn Can đã lẵng vào cái góc khuất rồi dùng cả tay và chân bò lên hai bức tường đối diện nhau ở sân nhà tù. Tù nhân này leo lên như người nhện và thoát khỏi khu vực có camera giám sát chỉ trong khoảng 10 giây thôi. Cao Văn Can tiếp tục chạy qua mấy nhà, vườn rào với thép gai và nhảy ra ngoài. Toàn bộ quá trình mất khoảng 1 tiếng, nhưng không giám thị nào đã phát hiện ra cho Cao Văn Can. Cao Văn Can là một người gốc Brazil, có gì ha, Brazil. Hôm ngày 23 tháng 8 đã bị kết án chung thân không được hưởng ân xá vì đâm chết bạn gái cũ hồi tháng 4 năm 2021. Người này được cho là tìm cách trở về Brazil. Thì qua cái thông tin quý vị thì cũng cập nhật đến quý vị cô anh chị các bạn hai cái thông tin trong ngày hôm nay. Thì quý vị cô anh chị các bạn có những ý kiến và những đóng góp và những comment và những chia sẻ gì thì quý vị có thể bình luận và chia sẻ bên dưới video ha, để mình có động lực để ra nhiều cái video hơn nữa và nhiều cái thông tin tức hơn nữa để cập nhật đến quý vị cô anh chị các bạn trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn quý vị cô anh chị các bạn ở về video sau.